thì đây, đây là giờ mình đo quá thì nó cũng có một cái kho ứng dụng. Kho ứng dụng giống như là trên kho của mình. Thì một trong số các ứng dụng mà em muốn giới thiệu với thầy cô á, để mở nó thì tôi từ từ. Với ứng dụng Weibo này thì chúng ta có thể xem nó như một cái bảng đen, chúng ta có thể viết vẽ được. Đây, chúng ta có thể viết được, có thể vẽ được cái mô hình đơn giản. Ngoài ra thì quý thầy cô cũng có thể đổi được cái đổi được nền của cái phù hợp với cái mong muốn của cá nhân mình. Rồi để trở về cái giao diện ban đầu á, chúng ta có phím Home hoặc là phím Back. Được chưa? Rồi tiếp theo là muốn giới thiệu với thầy cô là cái thanh công cụ ở hai bên cạnh màn hình, bên nào cũng có. Thì từ trên xuống dưới các phím tắt của mình lần lượt sẽ là: thứ nhất là phím Back và phím trở lại, phím ngôi nhà là phím Home, phím là phím quay trang chủ, trên màn trang chủ hoặc mình có là chính là cái giao diện của thầy cô thấy ở đây. Biểu tượng thứ ba, biểu tượng bấm răng, tức là biểu tượng cài đặt. Ở đây có các cài đặt cũng như liên quan tới là tự động kết nối wifi, độ sáng, mà hình âm thanh. Cái này có thể mất pin của tay này thấy. Biểu tượng thứ tư là biểu tượng hình folder, là nơi lưu trữ các cái file, các cái tiệp tin, hình ảnh, video của mình, giống như là sổ công thôi ha. Rồi biểu tượng thứ năm là biểu tượng quan trọng nhất ở đây là cái cột điện này, tức là ở đây cái hình biểu tượng này là biểu tượng sụp hay là nguồn phát, tức là cái nguồn mà chiếu lên màn hình đây. Thì ở đây chúng ta có một số cái lưu ý. Thứ nhất là cái OBS này, OBS tức là cái giao diện Windows đấy, thì như vậy thì cô bấm vào cái điện chọn OBS thì sẽ đổi màn hình. Cái màu mà đổi màu nó rất là để chuyển về giao diện rồi chúng ta sẽ bấm Home rồi. Ngoài ra thì cái bảng này còn có thể thay thế những cái máy chiếu, chúng ta có thể chiếu được các nội dung trình chiếu từ laptop chúng ta lên, giống như nãy anh Quốc Bình vừa làm, có thể chiếu các slide mà trình chiếu các slide mà bò của anh. Nên bằng cách này chúng ta sẽ chọn vào, có nói về vấn đề mai đó, chúng ta chọn vào cái nguồn phát tương ứng. Chẳng hạn như cắt phần cái tổng HDMI phía trước á, chúng ta sẽ chọn vào con HDMI. Còn cắt cái tổng số 1 và tổng số 2, chúng ta sẽ tự cái chọn cái tổng tương ứng. Đây là mình không có cái nói dây ha. Ngoài ra thì quý thầy cô có thấy một điều đặc biệt không ạ? Là khi mà bình thường quý thầy cô trình chiếu từ laptop lên cái màn hình á, thì quý thầy cô muốn điều khiển thì quý thầy cô chỉ phải dùng chuột hoặc là bàn phím ở trên laptop đúng không ạ? Còn hồi nãy mình có thể tính thao tác trực tiếp trên cái bàn thao tác mình đây, thời gian của mình đây luôn. Để làm được điều đó thì quý thầy cô còn kết nối như sao? Thứ nhất là quý thầy cô phải kết nối một cái dây truyền cảm ứng HDMI giống như máy chiếu của mình bình thường. Rồi ngoài ra thì mình còn phải kết nối thêm một cái dây cảm ứng như này nữa. Dây cảm ứng mình có giao diện là thứ nhất một đầu giống như đầu máy in, một đầu USB, cái đầu máy in cắm vào trong bảng, còn cái này USB mình sẽ kết nối vào laptop chúng ta. Thì sau khi là kết nối như vậy, chúng ta có thể điều khiển bài giảng của chúng ta trực tiếp trên bảng này mà không cần phải di chuyển về cái bảng đầu tiên để về laptop nữa. Một lưu ý là khi mà chúng ta kết nối cái dây HDMI này ở cổng số máy thì cái dây cảm ứng này cũng phải kết nối cổng cổng tương, chẳng hạn cắm phần trước thì hai dây phần trước hết. Còn cắm ở cổng số 1 luôn nè thì cả hai đều phải là cổng số 1. Số 2 thì số 2 hết, số 1 thì số 1 hết. Chứ nếu mà cổng cắm dây HDMI ở số 1 mà cắm cái dây cảm ứng ở số 2 thì không điều khiển được. Tiếp theo sẽ cho quý thầy cô mình sẽ lên thao tác thử để mà nắm rõ hơn á. Cái mình trải nghiệm rồi. Có coi nó xài nữa. Rồi. Bấm được rồi.
tiếp theo có thể cô là đồng 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 do là các bạn chúng ta sử dụng hai hệ điều hành nên khi mà cắt chúng ta cũng nó sẽ mất hơn mất thời gian một chút để tắt thì chúng ta sẽ nhấn vào cũng được thứ một chọn đâu đó tắt thử biết còn nó sẽ không sau khi chúng ta tới giờ đưa vào đấy à khi mà bạn cho hoạt động thì cái đèn này sẽ là màu xanh. Rồi, sau khi bật bản là nó tắt á, mình cố để ý cái đèn ở đây. Cái đèn ở đây nó chuyển thành màu đỏ này. Rồi, thì khi mà chuyển thành màu đỏ thì chúng ta sẽ tiếp tục tắt thêm một công tắc nguồn ở đây nữa. Cái đèn nó sẽ tắt. Nhưng nhớ luôn, nhớ thao tác này cho em là nhớ sau khi tắt bản mình phải tắt công tắc này. Thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là tiện cho mình khi mình sử dụng trở lại. Ví dụ khi mình mở, khi mình muốn sử dụng lại, mình bật công tắc này là bản tự lên. Mình không cần phải sợ, không bấm nút ở đây. Để khi mở lên để làm ví dụ như để làm một là cái tức là cái đoạn quy cắm nhau cái mà chúng ta mà xe màn hình kết nối với điện thoại thì bây giờ tôi sẽ làm ứng dụng của nó. Đây là cái ứng dụng có một cái ứng dụng tên là e-xe. Đây ứng dụng đầu tiên rồi. Tôi nhấn vào trên smartphone của mình sẽ tải ứng dụng e-xe lên để mấy năm nay ấy. Dạ, yeah, điện thoại được kìa. Kết nối được rồi đó. Chạy 440 nhanh lắm mọi người. Đẹp lắm. Mình lên CH Play hoặc App Store mình đã ứng dụng nghe xem rồi đi ạ. Rồi mình sử dụng thì cô cắt để mình thao tác mình xem màn hình đây nghe. Ngoài cái tính năng là xem màn hình điện thoại lên thì nó còn số tính năng khác là chẳng hạn như mình có thể điều khiển bản này thông qua điện thoại di động của mình. Gỡ cho anh di động chứ. Mình gỡ có 300 ngàn rồi chứ. Rồi xe lại được. Đây chúng ta điều khiển được thiết bị của mình từ ở điện thoại di động. Máy bây giờ muốn có kể gì vậy? Quay lại Sơn ơi. Sơn, qua đây nè. Rồi, quý thầy cô rồi mình tải, quý thầy cô mình tải ứng dụng đi ạ. Mình tải ứng dụng đi rồi mình cách nó thử. Cô đang cô long tải kìa. Xe. Xe. Dạ đúng rồi. Là giết thời gian. Thử cho em trải nghiệm luôn cái gian. Dạ.
Linh Linh cũng lẹ lắm. Trời ơi, làm không đại ngủ đi. Chứ không biết chứ. Thì ngủ đây thì đó. Rồi, ngủ ngủ ngủ. Rồi, à một cô ấy nha. Không giữ mà. Cho nên đi lắm. Một lô à, để sử dụng phần mềm này mình có hai lưu ý. Thứ nhất là làm gì đây? À, có hai lưu ý là thứ nhất là chúng ta phải kết nối với wifi là phòng lab là wifi này. Cái thứ hai là chúng ta phải từng người sử dụng thôi, tại vì điều khiển mà ta hai con người vô rồi thì nó bị loạn. Rồi để cho thầy thử cho tôi. Rồi extend. Cái gì này nó thôi nè, cục gì nè, lấy cái này nè, rồi làm rồi nè, đã bấm rồi đó, được rồi đó. Mình phải có cái gì cái gì nữa? Con cây nữa. Cái cây này em mua là không được. Đấy, dùng lực. Mà cái cây này là dễ nè đúng không? Có giống cây súng á. Ừ, khoan mà. Cái này chú ý môn vật lý. Khoan biết. Cái cây khoan biết. Tốt, cây không có sẵn bình không? Cây khoan này chất lượng là cây giống mà. Cây giống nữa. Chứ không phải là khoan bình thường. Khoan bình thường là khoan bình thường. Khoan biển hay gì? Khoan biển. Khoan biển, khoan tường được, sắp được trời. Thank you.
cái hệ thân cũng là sử dụng có thể là cộng này cũng như là ở quan trọng mình sử dụng cái bảng này cái quan trọng có nghĩa cam sẽ lưu lại thay vì bạn nhiều đứa cũng giống như các bạn thôi mình là nó viết trực tiếp trên màn hình luôn để tắt tính năng này chúng ta kéo lại cái cục này chúng ta kéo qua các bạn tục lúc lúc hôm coi lúc hôm nhậu mình điều khiển chúng ta cũng kiểm tra lại nó chạy qua chạm mặt tay nó chạy qua rồi quý thầy cô tới các nước nãy giờ hướng dẫn quý thầy cô có thắc mắc gì không mình thắc mắc mình lên mình thao tác thử để mình nắm trực tiếp và thử đi mà quý thầy cô lên thao tác đi cô nghe vậy hả quý thầy cô lên thao tác thử đi mình thao tác chuyển qua chuyển lại giữa các giao diện rồi mình sử dụng các cái phần mềm này để chuyển phòng. Trước tiên xin mời anh đang chuyển phòng đi. Chuyển phòng lên đi. Chuyển phòng làm chưa? Chuyển phòng đó. Chuyển phòng lên đi chuyển phòng. Không gà cũng. Đúng rồi, giờ đang có lực chưa? Đúng rồi. Đúng như là 29 đó thầy. Đúng rồi. Có lẽ là cái theo mở rồi. Ôi má ơi, cái đồng đường thông báo rồi đó. Có 12 công nhân của 29. Người ta thư ký mà cái gì giúp xuống là tao hốt hết rồi. Có hốt được gì đâu. Hốt ba cái hồ sơ đó. Cái đóng kìa. Hốt mấy công nhân rồi đi nói. Nhớ đọc nhiều vô nha. Rồi sao nữa em? Dạ. Có gì? Rồi, biết bảo giờ đồng tiếng nó chiêu mình thôi. Mượn chiến đó. Công việc bạn bè này. Phải như cái nào quên rồi. Anh đang lưu cái đó. Dạ. Nó mấy con được nó. 11 mấy? 11 hả bảy? 10 hả bảy? Nhưng mà anh có thấy anh bôi. Em chỉ sai thì em bôi phải được. Chưa có, nhưng mà chưa kết thúc á. Dạ thôi. Anh biết rồi. Thế còn không mắc gì quá, chà mỗi tay quá. Thank you.
nồng độ ánh sáng, pH, nhiệt độ, vân vân. Micro là đo gì? Dạ. Có cái micro là đo gì? Nó dùng nó. Micro là đo độ ồn của phòng. Cường độ ồn. Cường độ ồn. G với á. Thì tưởng là thu âm chứ. Chìa khóa là đo gì? Đâu, nó kìa. Có chìa khóa. Trên đây. Thì như quý thầy cô đã khẳng định tay của con là từ trái qua phải ha, thì chúng ta có phía trên là cảm biến, phía cái phím mũi tên quay ngược về bên này là phím ok, phím chọn, phím có cái biểu tượng là dấu nguồn ở giữa là phím nguồn và phím mở nguồn tắt nguồn cộng với là phím quay lại và phím back, còn cái phím mà hình cuộn tròn á là phím cuộn, tức là phím di chuyển lên xuống di chuyển qua lại. Rồi, bây giờ cảm biến cái này là cảm biến nào nhất lại với con ha. Thứ nhất là cái cảm biến có kích thước nè, là cảm biến đo khoảng cách. Và ví dụ tôi lọc cái chân nó tiếp lên, nó dưới á, nó dưới có cái nắp mở, cái vùng mở cái nắp đó nè. Rồi, đó chính là cảm biến đo khoảng cách. Cái thứ nhất là cảm biến trước, xong rồi sẽ giới thiệu ví dụ tôi cách sử dụng. Cái thứ hai là có cái mũi tên này hạ xuống á, cái tên luôn là cảm biến đo áp suất, gồm áp suất không khí. Cái hình ở đây thì nó là model cũ nên hình ở dưới cái quý thầy cô là model mới hơn, nó có nhiều cảm biến hơn một xíu. VA là gì? VA là hiệu điện thế và cường độ dụng điện. Cô như ampere. Hồi nãy nó mũi tên gạch gạch là gì? Dạ, áp suất. Áp suất nó chung, nó chung một cái này mà. Dạ đúng rồi, cái là một lúc đó có hai cái cảm biến luôn. Rồi, tiếp theo là có hình mặt trời á, là cảm biến ánh sáng. Rồi, cái biểu tượng mà cái ô vuông vuông có ba gạch, tức là các cảm biến bên ngoài. Tức là ở đây chứ quý cô thí dụ thì cô có 7 cảm biến. À, 7 cái. Thí dụ quý cô muốn mua thêm cái cảm biến bên ngoài nữa, mở rộng ra chẳng hạn mở rộng lên 5-10 cảm biến nữa. Thì quý thầy cô sẽ mở rộng vào cái cổng này, mua cảm biến bên ngoài gắn thêm vô. Tức là nó sẽ là cái khả năng mở rộng nó không giới hạn ở chỉ những cảm biến này thôi. Quý thầy cô thí dụ quý thầy cô còn là đo độ đục của nước chẳng hạn, hay là đo từ trường chẳng hạn, quý thầy cô có thể mua cảm biến đó gắn thêm vào ba cổng này. Rồi, tiếp theo chữ pH. pH là gì? Độ pH. Đo độ pH của nước, của dung dịch. Cảm biến nhiệt độ gồm có hai loại, thứ nhất là nhiệt độ môi trường, tức là nhiệt độ phòng. Thứ hai là nhiệt độ vật thể. Tức là nhiệt độ giống như nhiệt độ của người, nhiệt độ của bề mặt kim loại, đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa là cái hình giọt nước. Hình giọt nước là đo độ ẩm không khí. Cái hình mà vệ tinh GPS á, tức là đo định vị tọa độ của cái khu vực, cái nơi đồng cắm cái lắp đế đề đang vào, là trình độ bao nhiêu, vĩ độ bao nhiêu, vân vân. Rồi cuối cùng hình micro, tức là nó có hai cái, một cái là đo cường độ âm thanh, độ lớn, độ ồn của âm thanh. Thứ hai là đo bước sóng âm thanh, lên xuống. Rồi còn thực tế như thế nào thì bây giờ mình sẽ tiến hành và mình bắt đầu sử dụng thí nghiệm là những cảm biến đó. Rồi, quý thầy cô để ý giùm em là bên cạnh của những cái phím nút cái nút bấm này nè sẽ có một cái cảm biến đó là bình không. Quý thầy cô nhìn nè, chẳng hạn như cái cảm biến đo hiệu điện thế cường độ điện đây, quý thầy cô nhìn bình không thấy bên cạnh ngay nó luôn có hai cái lỗ, một cái màu xanh, một cái màu đen, một cái màu đỏ. Quý thầy cô thấy không ạ? Là tương tự như vậy, tất cả những cái cảm biến của những cái phím này sẽ nằm ngay nó luôn. Quý vị có thấy được là mình xoay cái dòng màu xanh đó, mình tìm mới được. Rồi quý vị có thắc mắc gì đây không ạ? Có thắc mắc cái vị trí cảm biến đó chưa ạ? Khi nào mình thực hiện cái cảm biến nào, mình thực hiện cái thí nghiệm nào á, thì mình nhớ xoay cho cái cảm biến nó lú ra ngoài. Đừng có cái gì bị cái màu xanh che lại. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo là các cái biểu tượng, các cái icon ở trong cái màn hình của mình. Thì cái biểu tượng đầu tiên là biểu tượng bàn tay mà giống chạy nếu hình con người đang chạy. Cái hình con người đang chạy tức là đang có thí nghiệm được chạy, đang có thí nghiệm, đang tiến hành thí nghiệm. Còn cái bàn tay màu đỏ tức là cái bàn tay màu đen tức là thí nghiệm đang không có thí nghiệm là đang chạy, tức là đang stop. Cái hình loa tức là tắt loa mở loa, tức là tiếp cái gì còn nhắn đó, tắt loa mở loa. Tiếp theo là biểu tượng Bluetooth, hoặc là biểu tượng giống cáp, hình cáp, tượng cáp giống như này. Là phương thức kết nối đó, nó đang kết nối bằng Bluetooth hay là kết nối bằng cáp, thì nó có hai cách kết nối vậy. Biểu tượng hình điêu, nó còn bao nhiêu phần cảm biến? Còn
biểu tượng gì cô? À, đó là biểu tượng là quý vị cô có thể thấy là biểu tượng hình giống như hình GPS hồi nãy giới thiệu đó, giống như cái phím GPS đó. Tức là cái GPS đang được bật hay đang được tắt. Còn ở cái con số to ở giữa là nghiệm thí nghiệm, tức là kết quả thí nghiệm. Cái dòng ở cuối cùng á là gồm có tên thí nghiệm và đơn vị đo của cái thí nghiệm đó. Chẳng hạn như đây có con đơn vị con là đo thì thế cho mình là con. À, rồi bây giờ cô ở chỗ này các cái phím tắt, các biểu tượng này bây giờ cô có thắc mắc gì không? Có thắc mắc cái chỗ nào cái này cái gì chưa? Mở rồi giờ làm sao? Quay kiểm tra một câu lại được. Còn nếu mà không quay lại thì cái thước đo và cái đây thì giới thiệu với thầy cô cách sạc của ta thì mình sẽ được đi kèm với cái sạc như này. Quý thầy cô xoay ở dưới đây là quý thầy cô sẽ thấy là có hai cái chân pin như này, hai chân pin màu vàng như này. Ở đây có hai cái như vậy. Nhìn vào. Đây. Sau quý thầy cô nhớ là cái nó này cái nguồn điện ha. Ở dưới nó sẽ nằm ở dưới cái nó sẵn. Khi mà thầy cô cắm vào như vậy là thì bình thường nó sẽ tắt cái đèn này. Cắm vào á, nếu mà thầy cô cắm mà nó ăn điện rồi á, nó sẽ sáng màu trắng lên. Khi sạc đầy thì đèn lại tắt. Dạ. Khi bình thường nó tắt vậy cắm vô, nếu mà nó ăn nó ra đúng vị trí của chân á thì cái đèn xe cũng sẽ sáng lên. Rồi khi mà nó sạc đầy nó tắt. Rồi, nó tự động ngắt luôn. Rồi. Cái này còn nằm trong bảo hành ở đây. Là còn. Bao nhiêu triệu? Nguyên khay luôn vậy mà, hay ăn cái. Cái nó bao nhiêu triệu đó. Đây. Cái sản phẩm nghiên cứu khoa học của tao mới thì ra bán đó. Đúng rồi. Thì cô cứ yên tâm là ví dụ cho cái bảo hành thì sẽ được sửa chữa đổi mới miễn phí, còn nếu mà sau đó thì sẽ vẫn được hỗ trợ bình thường. Nên không có chuyện ví dụ hết bảo hành là tình đó trách nhiệm không có. Thì sau đó thì vẫn hỗ trợ thì cô. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm mình sẽ thực hiện đo một vài thông số nhanh. Ở đây quý thầy cô phải phân biệt rồi, thứ nhất là khi nào mà đo thông số nhanh tức là đọc nghiệm liền, đo đọc. Thứ hai là khi nào mà đo để lưu dữ liệu lại. Cái thứ ba là khi nào mà đo để đưa dữ liệu lên bảng tương tác hoặc là đưa lên máy tính bảng. Và nó có ba cái như vậy. Bây giờ mình sẽ thứ hai cái đầu tiên là đo đọc liền. Rồi quý thầy cô hãy đo cái cường độ ánh sáng của bóng đèn như thế này. Bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng, cái biểu tượng mà có hình mặt trời quý thầy cô. Mặt trời đâu? Mặt trời. Chưa. Biểu tượng hình mặt trời khi nào nó thể hiện chữ like, like là ánh sáng, cũng như lx là đơn vị của nó. 146 đây lx nè. Rồi. Mà nhảy hoài vậy. Nó biến sóng, nó biến đổi. Nè nè đó. Rồi quý thầy cô nhớ xoay cái cảm biến của nó ra ngoài nha. Xoay cảm biến ra ngoài chưa? Xoay cái cảm biến nó ra ngoài chứ không là nó có thui. Thế là xoay bộ là mẫu. Để mình nhấn vô đây chưa? Trực quan hơn, quý thầy cô có sử dụng đèn flash điện thoại chiếu vào cái cảm biến nó để con nó lên được bao nhiêu. Rồi lấy đèn flash điện thoại chiếu vào cái con. Bậy rồi, không có lên. Mấy ngàn. Của bên đây lên mà bên đó không lên. Kìa nè, phải có chữ like này nè. Lên tới mấy ngàn. Like nè. Đang đo, đang đo, mà đo cái gì á? Cái gì chứ không phải cái này. Rồi. Bịch nó lại là không, bịch nó lại nhiều. Ví dụ thì con bịch lại nó đen. Lấy cái tay bịch nó lại là nó về ô không. Là nó không còn ánh sáng, rồi nó nhảy xuống số không, không, không lại. Bấm rồi mà nó không ra, bấm lại. Bấm lại, bấm lại. Đó. Internal đâu phải nó. Cái cộng này là lấy mình bấm chừng nào có thì không. Bấm vậy. Ví dụ bấm một cái chưa có thì bấm hai cái, bấm chừng nào có thì không. Tổng cái bên này cái nó bằng dây hả? Cái nó ngoài con mở rộng. Mình sẽ đo cái nhiệt độ này, nhiệt độ. Độ ẩm. Hả? Hả? Này, này để cho môn tự nhiên xài được. Để đo được. Mình đo đồng ngồi của mình đi đo này nè.
ngôn xem mình ngôn lắm. Mình la lên nhé. Chú ơi. Trời ơi, hôm nay đi bơi mấy lần vô cái này nó đi lúc rồi, nó mới cao. Đây, trình độ. Trình độ, vĩ độ. Chính độ, vĩ độ, không biết cái đó. Chính độ, con biết cái nào là kinh, nào là vĩ không vậy? Hay cái này đọc cái nào kinh, nào là vĩ độ, không biết sao vậy đó. Đây vậy, không biết được hả? Cái này là biết bắc nè, cái này là biết biết đông nè. Nhưng mà cái đọc này, cái nào là vĩ độ, cái nào là kinh độ. Cái nào là vĩ độ, cái nào là kinh độ. 30 triệu đó nè. Bộ bắc, không, cái là một gạch là gì? Không, nhỏ em là nào là gì? Bắc. Bắc là vĩ bắc mà chính độ gạch là độ gốc dây. Nhưng mà em không biết cái nào là vĩ, nào là kinh. Thì là, nói em là bắc là vĩ đó. Đó. Là số trên là vĩ. Dưới là kinh. Đông á, đông là kinh độ. Đông là kinh đông. Vĩ bắc kinh đông. Đông trời. Dạ địa lý nói em tin đó. Đúng rồi, địa lý em quên. Tính cãi. Vậy là 9 độ 46 phút 29 giây độ bắc. Vậy phải đọc vậy không? Kinh độ, nếu đúng là vĩ bắc. Đúng. Vậy là đọc như vậy là đọc lại nha. Vậy là 105 độ 27 phút 30 giây. Đó là kinh đông. Kinh đông. Vĩ bắc. Vậy là bắc nam độ. Tiếp tục. Cảm ơn. Tiếp tục 30 triệu vô. Rồi. Vậy phải không? Vậy hôm nay mình đã đo được các dữ liệu, mình đọc nghiệm liền được chưa ạ? Mình cắt cái đâu mà để cho nó hết nè. Cổng kết nối với cảm biến, những cái cảm biến bên ngoài khác, kết nối cảm biến bên ngoài khác. Dạ, đúng rồi, nó sẽ có tổng kết nhau đó. Nó duy nhất là có bốn cái tổng để kết nối cảm biến bên ngoài mình thôi. Những khả năng mở rộng của nó. Đúng bài của thầy Thuận cho một số phát stem này Thuận. Đừng mở ra nha. Mở thì đúng rồi. Thì đó là cái mà 5 triệu đó. 3 ngày trời. Mình đọc thí nghiệm liền, mình đọc nghiệm của thí nghiệm liền. Bây giờ mình sẽ tiến hành mà set up một cái thí nghiệm để mình chạy, mình đọc luôn dữ liệu. Chẳng hạn như dữ liệu này nó sẽ có nhiều cái thông số. Chẳng hạn là thí nghiệm là gì, lấy bao nhiêu mẫu và bao lâu lấy một mẫu. Chẳng hạn thí nghiệm là một giây lấy một mẫu, trong mình lấy 10 mẫu thì tiến hành trong 10 giây. Rồi, cụ thể thế nào thì mời quý thầy cô mình tiến hành thao tác ha. Rồi, đầu tiên là quý thầy cô mình sẽ bấm vào cái phím mà phím bên trái đi. Em sẽ đặt là nó là phím OK á. Phím bên trái hả? Phím này nè. Cái này nè. Bấm đi. Cái này nè. Bấm đi. Thao tác rồi chứ. Rồi sao? Bấm hoài vậy đó hả? Cần nghe nó hướng dẫn. À, quý thầy cô bấm cái tin đá, quý thầy cô có thấy một con người đang chạy không ạ? Rồi, có rồi. Lỡ đang đo đó, đó là như nãy đó là cái biểu tượng, là cái biểu tượng là thí nghiệm đang được chạy, đang được lưu dữ liệu vào trong cái lát đít của mình. Bấm đi cô, bấm đi đó, có người đang chạy rồi. Để tắt cái đang chạy này, mình sẽ bấm vào phía trái một cái, phía phải một cái. Trái trước phải sao? Rồi, cái bàn tay là chưa hả? Rồi, có rồi. Rồi, đó là cách tắt mở thí nghiệm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với cô cách setup ha. Rồi, đầu tiên ta nhấn phía phải một cái. Rồi, quý thầy cô thấy cái xét đó không ạ? Rồi, mình bấm phím bên trái một cái để chọn. Rồi, thấy chữ set sensor chưa ạ? Tức là chọn thí nghiệm, chọn. Rồi, có rồi. Cảm biến. Mình bấm phím chọn một cái, rồi phím bên trái một cái. Rồi, ở đây quý thầy cô sẽ thấy được từng người nha. Để em hướng dẫn từng người cụ thể đi. Nhiệt độ ampere nè. Chamber nhiệt độ đúng không? Đây là thấy cái gì mình đang chọn. Em nói chung luôn đi em.
để là đúng rồi. Em nói chung 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 đi, chung làm theo luôn. À, quý thầy cô thấy được cái mà dòng chữ đang hiện lên á, tức là đang là cái cảm biến mà mình đang chọn. Ủa sao tắt rồi? Sao không phải chỗ đó? Nãy bấm vào cái. Rồi, chọn. Dạ rồi, cái nữa. Rồi đây. Cái dòng chữ mà hiện lên á, tức là cái thí nghiệm mà mình đang chọn. Để chọn một thí nghiệm nào đó, chúng ta sẽ bấm vào cái cảm biến tương ứng mà ta muốn. Chẳng hạn quý thầy cô chọn mình cái cảm biến ánh sáng đi ạ. Ánh sáng, ok. Rồi quý thầy cô chọn, quý thầy cô phan thao tác nữa nha. Quay cảm biến. Quý thầy cô có thấy là bây giờ mình trên cái danh sách cảm biến của mình có mấy cái? Hả bên này coi. Rồi, quý thầy cô có thấy là nó có hai cái cảm biến đúng không ạ? Cái nào có một đúng một chữ like thì mình dừng lại, còn cái nào có hai á thì mình sẽ tắt bớt một cái. Đây cái chữ A này tức là nhiệt độ. Cô sẽ bấm tắt nè, nhìn nè. Đây là ví dụ để tắt ánh sáng thì sao? Mình sẽ bấm like. Đó. Bấm là mở. Bấm mở cũng là phím đó mà tắt cũng là phím đó. Nó trở ra là tại hết thời gian chị. Đúng rồi. Từ cho trở ra đó. Trở ra lâu mình không thao tác nó tự trở lại phải không? Dạ. Thì chúng ta sẽ chọn tới là số mẫu và tốc độ lấy mẫu. Rồi quý thầy cô vào lại chỗ chữ set sensor nãy là đừng bấm vào set sensor. Nhưng mà vào lại chỗ cái chỗ mà chọn set sensor. Dạ. Đúng rồi. Cái này lùi lại mà kia ta. Này kìa, trái này. Enter đó. Chọn cái thứ hai. Chạy được gì? Đi lùi lại làm sao? Hồi nãy nó cái lùi lại đây nè, đúng rồi, cái thằng này lùi lại nè. Rồi chọn. Sẽ sensor đó. Rồi. Giờ xong rồi. Có một đây là xong rồi. Vậy tới đây làm gì nữa? Đúng rồi, lúc nãy em bấm vào. Đó, đúng rồi. Trái để chạy thí nghiệm. Chạy thí nghiệm. Cái mẫu. Quý mẫu thì cô thấy nó có 100 mẫu, hồi nãy mình chọn 100 mẫu trên dây nè. Tỷ lệ là 100 trên dây mới được. Chưa còn bàn tay. Rồi, giờ đang chạy. Không quay thì sao ta bây giờ? Bấm đi bấm nó ra. Đây một đồng xếp 10 mẫu à. Có người đang chạy giữ hay là buông ra? Bấm xong có thấy có người buông ra hay giữ? Hồi nãy giờ bấm 10 mẫu. 10 mẫu chạy cái đẹp là xong rồi. Vậy đó hả? Nãy tốc độ bao giờ? 25 mẫu nha. 25 mẫu nha. Mà có 10 mẫu rồi, mà chưa tới dây nữa. À. Ví dụ mới tới 25 mẫu mới được dây. Mà 10 mẫu là không có dây. Là xong rồi, là xong. Mình chậm bởi vì nó hơi lâu ha. Rồi xong rồi, bắt quả nha. Rồi này sao em? Tới đây kìa. Rồi, cô bấm đi. Nó đang chạy. Nó đang chạy nè. Ví dụ này, ví dụ nãy cô chọn bao nhiêu mẫu? 100. Số mẫu á, 100. 1000 gì không ơi? 1000. Nó lâu nè. 100 trên dây mà có không? 100 trên dây là tốc độ lấy mẫu giống như là dẫn tốc, còn 1000 mẫu là khoảng đường. Lấy nhiều. Không biết nữa. Nhớ nữa. Ví dụ đi cô lấy 100 mẫu trên dây. Thì muốn lấy 1000 thì là 10 giây. 10 giây. À. Đó kiểu vậy. Nãy giờ chọn 10000 mẫu hay gì rồi. Ôi không biết chọn nữa, chọn đại à, có biết đâu hả? Này để mình thì mình đọc mình đọc lại được không nè. Chọn nè. Chọn nè. Nãy cô chọn 10000 mẫu. Cô chọn 10000 mẫu. Quá dữ luôn. Nó chạy lâu. Nó chạy hoài nó không tắt. Còn cô bên này chọn có 10 mẫu bấm cái bấm nó tắt luôn. Thì dưới chạy liên tục luôn. Cái này thì chạy liên tục, còn cái này bấm cái chưa kịp chạy. Bởi vì sáng tạo mà vậy đó. Thì nó không biết lấy nhiêu nữa. Thì nó 10 ngàn cái cho nó 10 ngàn đó. Ngoài hàng chi. Cái này em sẽ gửi quý cô á. Cái này là tài liệu em sẽ gửi quý cô á. Chẳng hạn như chọn là biết là nhấn lúc nào bấm đồng. Chẳng hạn đây hay là chọn đâu là có cụ thể hết. Chọn cái nào bấm cái nào bấm cái nào. Mọi người có yên tâm. Dạ.
Bây giờ mình xin nhớ mình xong cái phần gọi là phần thiết bị này. Quý thầy cô có thắc mắc gì ở cái chỗ mà sử dụng cảm biến rồi tiến hành mấy cái thí nghiệm nãy giờ không ạ? Ủa nãy nó đi chạy thông số đó hả? Cái đọc thông số mà đọc để mà thí nghiệm xong đọc nghiệm thí nghiệm liền á, là cái nãy em nói quý thầy cô xịt đèn lát chưa, làm đọc liền đúng rồi, mình làm đọc liền. Còn cái nãy giờ mình làm thí nghiệm là cô giáo chọn á, tức là nó sẽ lưu lại ví dụ trong 10 giây đó cái quá trình thay đổi của dung cường độ sáng thay đổi như nào trong 10 giây đó, rồi nó sẽ lưu lại danh sách. Rồi. Bây giờ sẽ hướng dẫn quý thầy cô mình cách mình sử dụng cái cảm biến này đúng không ha? Và chiều mình sẽ hình thành làm quen cái phần mềm. Rồi, em sẽ hướng dẫn quý cô cách sử dụng từng cái cảm biến trên lát đến này. Cái đầu tiên, đo khoảng cách. Để đo được khoảng cách thì quý thầy cô sẽ mở cái nắp ở phía dưới. Sau đó hướng cái cảm biến về phía cái vật thể, cái mặt, cái vật, cái bức tường hay là cái vật cản mình muốn đo. Chẳng hạn quý thầy cô đo cái độ cao của cái mặt bàn này giùm em đi ạ. Đo độ cao của mặt bàn giùm em đi ạ. Bảy tấc tám. Đo chưa? Nè đúng rồi. Rồi đo đi. Cái thức thôi, bấm đi, bấm nào nó ra cái chữ distance đó. Distance đâu? Nè, distance. Nè, gì? Nhấn cái đó nữa. Ừ đúng rồi, đây nó áp suất, đúng rồi nó đó. Ấy anh bấm rồi, anh bấm ra chữ distance. Bỏ cái hồi nãy mình đo đó, mình bỏ đi làm sao? Rồi chị bấm ra chữ distance. 0.7. 0.7 mấy rồi, đúng rồi đó. Tại nó có 7 tấc mấy à. Rồi kéo lên chút nữa rồi. Là 1 mét rồi. Rồi. Ê, sao tới 2 mét mấy vậy? Rồi, cao lắm rồi. Chạy chứ. Chạy lắm rồi. Dài dưới nước. 1 mét. Giờ có 1 mét 5 mét vậy trời. Chưa nhớ mét 7 là giờ lùng như trời. Không ổn. Phải là phải điền cái chân mới được. Kép chân đi chứ 1 mét 5 mấy à. Được. Rồi, bây giờ cô đo được chưa ạ? Cái bàn mình cao nhiêu ạ? 0.784 mét. Ủa sao anh mét 7 mà đo anh cái 1 mét rưỡi thôi, kỳ cục vậy đã. Anh mét 7 là anh mét 7 mà đo 1 mét rưỡi à. Nè, cái này nó đo nha, 75.